Sau khi viếng đền thờ liệt sĩ miền Đông Nam Bộ, đoàn chúng tôi di chuyển qua phía đối diện và hướng về phía sông Đồng Nai. Đó là đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Và nơi đây có cái vị trí phong thủy rất là tốt, nhìn về sông Đồng Nai khúc quanh cua rất là đẹp. Và nơi đây có cây khế và gia đình đại tướng đã viếng thăm và tặng lưu niệm, đó là con trai Võ Hồng Nam trong ngày 3 tháng 1 2014. Sau lưng tôi đó là đền thờ, chúng tôi chuẩn bị làm lễ.